cái nguồn năng lượng xấu, mình mong muốn cái đó, thì cái nguồn năng lượng mà mình hấp dẫn được mình á là cái nguồn năng lượng đen. Thì như Tina nói là nó có thể hỗ trợ cho mình ngay trong một vài năm sắp tới, nhưng mà cái nguồn năng lượng này là nguồn năng lượng đen nha, nó có nguồn năng lượng trắng, nguồn năng lượng đen mình sẽ không có đặt tên cho cái nguồn năng lượng đen này, nhưng mà nó vẫn hỗ trợ cho mình, nó vẫn có thể hỗ trợ cho mình. Nhưng mà vì cái nguồn năng lượng đen này nó không có cái lòng từ bi, nó không hề có, và nó sẽ cho mình những cái đó để mà mình ăn chơi, uống rượu, hút chích. Thì cuối cùng là cái nguồn năng lượng đen này nó cho tiền cho mình, nhưng mà để nó kéo mình xuống. Anh hiểu ý không? Nó kéo mình xuống, và khi mà nó kéo mình xuống thì nó có thể thể hiện được cái sự sung sướng của nó trong cái thân thể của mình. Nhưng mà mình đang nói về tâm linh thì nó là như vậy. Và người ta hay nói là ma túy, ma rượu là cái đó. Là khi mà mình sử dụng chất kích thích là cái người của mình, cái thần thức của mình nó không còn ở đó nữa, và sẽ có một cái thần thức khác nó tá túc vô. Thì cái thần thức này có khả năng là chính cái thần thức này mà nó tá túc vô để nó làm những cái chuyện này là nó cho mình thành công đấy. Tại vì mình sử dụng một số cái phương pháp mà YouTube nó hay chỉ, những cái mà vù 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 những cái đó rất là nguy hiểm vì nó đi qua tà giáo. Yes. Thì cái đó nó nguy hiểm khi mà cái tâm mình nó chưa sạch, cái tâm mình nó chưa có tinh khiết, mà mình muốn một cái cách như vậy á, tức là mình muốn nhưng mà mình lại không muốn làm việc, mình muốn đạt được cái đó nhưng mà mình lại không có chịu gọt rũa, không chịu học hỏi, không chịu đi làm, chỉ có muốn như vậy thôi á, thì có khả năng nếu mà nó đến từ cái phía đen. Thế thì đó là lý do mà tại sao mà có rất là nhiều người, người ta sử dụng luật hấp dẫn để mà mong cầu và đạt được những cái thành công mà người ta vẫn đạt được thành công. Sau đó thì vì như Tina đã nói, như Phúc và Tina đều nói từ đầu, vì luật hấp dẫn và luật nhân quả là một, thì nghĩa là hoặc là nằm dưới nhau, nói chung là anyway nó phải gắn bó mật thiết với luật nhân quả. Nên nếu như mà bạn sử dụng cái luật hấp dẫn để bạn đạt được những cái mong cầu của bạn, bạn có thể bạn vẫn sẽ được, nhưng mà rồi cái đường dài nó có thể là bạn chưa thấy. Rồi nhiều khi là 5 năm sau, 10 năm sau thì những cái điều mà tồi tệ nó sẽ đến sau. Thì thành ra đó, cái việc mà sử dụng luật hấp dẫn là một trong những cái mà giúp cho mình đạt được những cái thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng trước tiên thì bạn phải trở thành một cái người hạnh phúc và bình an từ bên trong đã, để chúng ta nuôi dưỡng những cái hạt mầm tốt từ bên trong. Rồi sau đó thì chúng ta mới sử dụng cái luật hấp dẫn để đạt được những cái mong cầu của mình, đúng không ạ? Dạ. Và trong cái thời điểm này thì Tina cũng có để ý rất là nhiều là trên YouTube bây giờ về luật hấp dẫn cũng nhiều, về mật tông cũng nhiều, về tu tập cũng nhiều, thầy cũng rất nhiều. Và Tina luôn luôn chia sẻ với quý vị như một người bạn thôi, như một người bạn. Vì Tina thật sự từ đây cho tới cuối cuộc đời Tina không thích làm thầy hay là gì đó. Phải có nhiều người trên Facebook cứ gọi thầy vì nó đốt luôn rồi. Mình chỉ là một người bạn chia sẻ thôi. Và cái Tina muốn nhấn mạnh là quý vị luôn luôn phải là cái người mà tỉnh táo và đủ cái sự trí tuệ để mà phân biệt được cái nào là cái đúng, cái nào là cái tốt, và cái nào mình nên nghe và cái nào mình không nên nghe. Tại vì rất là nhiều cái nhìn có vẻ là nó tốt nhưng mà bên trong nó độc hại. Thì cái này là ở quý vị khán giả là cái độ nhạy cảm, nhạy bén của cái trí tuệ của quý vị nó như thế nào để mà quý vị tiếp cận những cái thông tin. Tại vì thông tin bây giờ rất nhiều và nhiều khi nó rất là khó để mình phân biệt được cái nào là đúng và cái nào là sai. Nếu mình đi sai đường thì cái con đường của mình và cái cuộc sống của mình nó không thể nào nó tốt đẹp được. Và Tina chỉ muốn nhấn mạnh thôi là bất kỳ ai chia sẻ cái gì thì quý vị cũng luôn nhắc nhở mình là không có cái gì nó xảy ra tốt với mình nếu như mình không tự sửa đổi chính mình. Phải sửa đổi chính mình, phải thấy được cái sai của mình. Vậy thôi, Tina chỉ muốn là nhấn mạnh cái chuyện này thôi. Thế thì chúng ta